What is going on? You guys moving in? No. Hi, Nana. Hi. 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 Oh, trời ơi, nó mong ông bà nội từ sáng rồi. Sáng nay thì ông bà nội Kobe là dậy từ 3 giờ sáng, xong rồi 4 giờ sáng là xuất phát rồi. Hôm nay thì ông bà nội lại lái xe qua đây bởi vì là ông bà nội mua rất là nhiều thứ cho em bé. Thế xong rồi ông bà nội nói là đợt này thì bố mẹ thuê luôn cả một cái xe xe kéo á, để tất cả những cái đồ của em bé rồi là đồ của Kobe linh tinh gì đó mua nhiều lắm, để vào đấy để kéo qua đây. Đó, chứ xe kia là không có để đủ ấy. Thế xong rồi mình cũng không biết là ông bà mua những cái gì mà nhiều như thế. Thế là ông bà nói là sau cái đợt này thì ông bà sẽ đi máy bay sau. Rồi là ông bà cũng muốn qua sớm để dành nhiều thời gian cho Kobe. Đây, bố Quýt sáng ra đã đi mua một thùng bia rồi để hai bố con nhậu đây. Từ cái hôm mà bạn anh Quýt qua nhà mình chơi xong rồi về tới giờ là hôm nay mới uống lại đấy. Sợ rượu bia rồi đấy. Tại vì hôm ấy bạn anh qua là anh nhậu dữ quá, xong rồi là anh mệt luôn. Thế là tới hôm nay mới mua bia lại đấy. Thì bố chồng mình chỉ có uống cái bia này thôi, hoặc là những cái bia nó nhẹ nhẹ thôi ấy, chứ không có uống cái dòng bia nặng. Nãy mình có nhắn cho bà nội Kobe, mình nói là bố mẹ đừng có ăn gì bên ngoài, con đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi. Thế xong bà nội Kobe nói là con không cần phải chuẩn bị nhiều như thế đâu, có gì là bố mẹ tới thì là cả nhà mình ra ngoài ăn cho nó nhanh, cho con đỡ phải nấu nướng. Nhưng mà mình nói là mấy cái món này là con làm nhanh lắm, có đâu có mất nhiều thời gian đâu. Mình cũng nghĩ là có cái gì đâu, cái công sức mình bỏ ra cũng không bằng công sức của ông bà nội Kobe bỏ ra và giúp đỡ tụi mình rất là nhiều như thế. Okay, hello back, hello back. Oh, watch coming, watch coming. Kobe ra đây, Kobe ra đây. OMG! What? Look at this! What is going on? You guys moving in? Are you guys moving in with us? Well, we have a surprise! Hi, Mia! Hi, Kobe! We have a surprise for you! Where's Nana? That's good, Papa. That's good, Papa. Ôi rồi, không biết là ông bà nội mua cái gì đây, một đống thứ đây. Để tí nữa mình mở cho mọi người coi nhá. Tí nữa ông bà mở cho mọi người coi. Bên hôm nay bên mình ngoài trời nóng lắm. Hello, Nana. Hello. Hi, Nana. Hi. So glad to see you. Sorry that you have to drive this time. Well, we have a surprise for you. We have a whole nursery. We bought a baby bed and a changing table and a rocking chair for the baby. Are you sure there's not two of them in there? Is there two babies in there? It's too big, right, Mama? I'm 168 pounds. Oh, I can't believe it. Yeah. Nana? How are you doing? Good. Glad to be here. It's hot here today, huh, Mama? Nana? Yes, I have. I've got the dog last week. Hey. Oh, wow. Hi, Papa. Hi. Hi. Papa. Oh, trời ơi, nó mong ông bà nội từ sáng rồi. Papa's big boy. Nó khoe cái công trình sáng này đấy. Tối hôm qua ngủ còn mơ đấy ông bà nội chứ. Xong rồi đang ngủ cái xong nó bảo chứ con muốn gặp ông bà nội. You win. Kobe wins. Kobe đi vào. Kobe đi vào nhà đóng cửa. Thế nên Nana Papa trong nhà mà. Bà Beo bà cũng mừng nữa tại có bạn chơi. Hi Papi. Wow, coffee's ready Papa. Đây, món steak của mình đây đã xong rồi đây mọi người ơi. Mình để ra một cái thớt này vừa là trưng bày vừa là cắt luôn.
Đó là vừa làm cái đĩa luôn. Đó, còn đây là